Xin chào tất cả các bạn đã đến với clip chuỗi thực hiện các động tác yoga ab core. Và trong bài tập ngày 6 ngày hôm nay thì Kim Ba và Hoàng Anh sẽ hướng dẫn các bạn một số động tác cơ bản cho chúng ta tạo hình trên không và kết hợp với cả động tác nối xoay từ úp sang ngửa và từ ngửa sang úp để cho chúng ta kết nối thành những cái bài cơ bản nhất để các bạn thực hành với học viên của mình hoặc với bạn của mình. Chúng ta bắt đầu. Bắt đầu từ động tác nằm úp, hãy cố gắng để chúng ta làm quen dần nhé. Là khi chúng ta lên thì ban đầu mình có thể sử dụng tay, nhưng dần dần theo thời gian ấy, chúng ta làm quen với các bài tập cơ bản đó là lên mà không cần sử dụng tay. Thì nếu bạn nam hoặc là người đế ở bên dưới người đế ở bên dưới mà chúng ta chưa cứng phần chân thì chúng ta sử dụng tay mình đỡ ở đây. Nào thực hiện lại. Đẩy lên, ok. Ngọc Anh sẽ thực hiện một số động tác rất là cơ bản ở trên không. Ví dụ tay chúng ta một nửa cái cung hay gọi là cái chỗ chấu trên không cũng được. Mức độ nâng cao trên không, các bạn làm quen với hai tay. Chú ý nhé, tay chúng ta luôn chống ở đây để nếu bạn nữ mất cân bằng thì tay mình sẽ chống xuống dưới hoặc các bạn hỗ trợ cho một người nữa. Rồi thoát động tác. Thêm một động tác nữa nhỉ? Ví dụ một động tác. Chúng ta thử chống xuống trên vai nhé. Hãy nhớ là người bên dưới chúng ta phải giữ chắc cánh tay của mình. Hai tay sẽ nắm vào cổ chân của người bên dưới và tay ở bên dưới chúng ta đỡ vào vai. Từ từ nâng phần chân lên. Hãy chú ý đây cũng là một động tác tương đối thử thách. Tuy nhiên nếu các bạn thực hiện quen thì cũng rất bình thường, nó không khó đâu. Chủ yếu chúng ta cân bằng thôi. Và người bên trên thực hiện nhiều động tác liên quan cơ bụng thì chúng ta làm quen rồi hạ xuống. Chúng ta là xoay lại này, ngửa lên trên. Vẫn là bài xoay kia thôi. Chúng ta thực hiện một bài xoay cơ bản này nhiều lần đến khi trước khi chuyển sang cái động xoay khác. Sau khi xoay ngược lại rồi chúng ta đặt chuyển chân ở mông và hạ xuống. Các động tác úp cong có thể làm rất nhiều tư thế khác nhau. Ví dụ co một chân, hai tay để chắp lại. Hoặc thực hiện thể cái cung với trạng thái đang nằm ngửa. Tất nhiên người bên trên chúng ta yêu cầu giảm một chút. Rất là nhàn, người bên dưới gần như chả làm gì cả. Cứ giữ nguyên và nằm nguyên thôi. Nâng cao quá rồi, từ rồi. Giờ chúng ta xoay ngược lại, nâng hai chân lên và xoay ngược lại và hạ xuống. Bài tập ngắn của ngày hôm nay thôi để chúng ta làm quen với cái trạng thái là thực hiện một số động tác trên chân và sau đó chuyển động. Thì các bài tập như này các bạn cần thực hiện cách thường xuyên hơn để chúng ta làm quen cùng nóng vội và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài tập ngày thứ 7.